đơn giản. Đây là bánh bánh gừng của người Đại Tâm mà nó dịp Tết. À, chỉ có dịp Tết thôi nha các bạn. Tết người Khmer á. Nó giống củ gừng không? Nó giống củ gừng, người ta gọi là bánh gừng nè. Ngon không ba? Ngon. Đi ngồi yên. Rồi. Bánh gừng này được làm như thế nào vậy chú? Làm như bột nếp rồi xay rồi phơi nó hơi ráo ráo mới làm được. Dạ. Vậy nó gồm cái gì trong này? Gồm hột vịt. Hả? Có hột vịt. Hột vịt với bột ấy, đường hột vịt, bột, đường. Vậy thôi hả? Rồi mình đánh cho nó phồng lên rồi mình phơi hả? Cái này phơi hay là sấy? Phơi, mẹ phơi ráo ráo làm rồi mới chiên. À, chiên nữa hả? Dạ, dạ. Còn bánh na bánh dưa rồi, bánh na dưa bao rồi. Đây, đây. Nó ngọt. Ăn cái này ai mà bị dư đường. Bị dư đường là nên hạn chế nha các bạn. Nó hơi ngọt. Nó xốp xốp. Còn này là bánh ghế, giống hệt cái ghế kìa, bánh ghế. Ồ, gãy luôn hả? Ừ, vậy đó. Nó là bánh ghế. Bánh kia giống củ gừng, kêu là củ gừng. Phải không bác? Đúng vậy đó. Đúng vậy thôi. Ăn cái thôi, hai em ăn cái thôi. Còn cái này là bánh ghế nha các bạn. Nó có cái tên bánh ghế á. Tại vì nó giống hình thù, nó giống cái ghế. Bánh ghế bánh gừng là giống củ gừng nè. Đó. Bánh ghế là cái hình cái ghế. Nè mình để nè. Đó, y trần cái ghế không? À. Đó. Nhắc lại một lần nữa là hai cái loại bánh này chỉ có trong cái dịp Tết nha. Người ta chỉ làm bán trong cái dịp Tết nha các bạn. Thì người Khmer á, Tết người Khmer á. Cái này nó gồm cái gì chú? Trong này là gồm cái gì trong này? Một đậu xanh. Đậu xanh. Bột nếp xay. Bột nếp xay. Thì cũng đem là chiên nữa. Nghệ. Bột nghệ làm cho nó màu. À, màu vàng đó. Cái lớp ngoài là bột nghệ nè các bạn. Bột nghệ. Cái này cũng phải chiên mỡ nữa. Rồi. Cái bánh ghế này á nó anh có cái vị của đậu xanh bùi của đậu xanh, có hơi thoang thoảng cái mùi nghệ tươi. Bữa nay vô tốt chưa? Tối nay đi vô chùa. Tối nay vô phải không? Vô thăm cha rồi. Cho cha rồi. Giống như 30 của người Việt đó. Thưa là mình làm cái gì vậy chú? Như bánh trái, bánh tét, bánh ít gì đủ thứ. Dạ. Rồi tôi đi chùa. Đi chùa. À. Người ta mua cho tặng cho người bà con vậy đó. Dạ. Tặng là tặng cái loại bánh này hả? Bánh này, bánh tét, bánh ít đủ thứ hết á. Dạ. Cơm dân thật chùa. Rồi tối nay ta đi chùa cũng như 30 Tết, tối nay 30 Tết mình vậy. À, giống 30 Tết của người Kinh vậy đó ha. Dạ. Rồi trong cái ngày Tết của người Khmer người ta có đi chúc tụng nhau không? Tới nhà chúc tụng nhau không? Không có đâu. Ai nhà ai nấy lo. Vậy hả? Giờ chỉ có đi chùa thôi. Đi chùa, tối nay đi chùa. Dạ. Yeah. Tối nay là 30 Tết mình đó, ngày mai là mùng 1 Tết. À. 3 ngày, ngày mai, ngày mốt, bữa kia 3. Dạ. 3 ngày. Đi chùa 3 ngày. Ừ, trong cái ngày Tết vậy là mình có cái bài hát nào của người Khmer hát hay hát trong ngày Tết không? Vô chùa thì có nhảy múa trong chùa vậy. Ừ. Hát bản cho nó nghe đi bác. Dạ chú hát cho con một bản đi. Trời cũng biết hát. Hả?
Sen sa bay, sen sa bay. Hát bài đó đi. Ừ. Hát bài đó, bác có hát bài đó không? Không biết, vui quá là sao vui đó. Cái này, cái này. Cầm vô lên cho ta nữa. Được. 2 bẻm à? Con bẻm ấy. Con thấp. Con bẻm. Bẻm. Chú mà hát tặng con bài Khmer thì tuyệt vời. Tôi không biết hát, tại vì tôi cũng người lai rồi. À lai hả? Dạ.